Loạt ảnh 12 năm trước của Châu Tấn gây sốt Weibo, xứng danh đẳng cấp nhan sắc đại hoa đán, kế hoàng hậu của hậu cung như ý chuyện, khiến không ít người hết lời ca ngợi, vì tài, sắc đều nổi trội. Mới đây, trang Sina đã đăng tải loạt ảnh từ năm 2008 của Châu Tấn và lập tức gây sốt mạng xã hội xứ Trung trong loạt ảnh Châu Tấn, khiến không ít người ngờ ngàng bởi nhan sắc trong trẻo, từng đường nét xinh đẹp cuốn hút và khí chất không phải dạng vừa, dù trang điểm vô cùng nhẹ nhàng. Đáng nói Loạt ảnh cách đây 12 năm tức là Châu Tấn khi đó, đã 34 tuổi, nhưng nhan sắc của cô, vẫn, khiến dân tình ngạc nhiên. Đáng chú ý, trong bộ ảnh, được chia sẻ, Châu Tấn, được khen có nhan sắc vượt trội với đôi mắt to, làn da căng bóng như thiếu nữ 20 tuổi, fan của sao phim Ban Giắc và cô bé thợ may Trung Hoa cũng dành nhiều lời khen cho cô. Không ai ngờ, rằng Châu Tấn của năm đó, đã 34 tuổi, nhưng nhan sắc vẫn rất trẻ trung, và xinh xắn, nhiều người còn nhận định nàng hoa đám này không khác gì những cô gái mới ngoài đôi mươi. Vì vẻ ngoài trong trẻo với làn da căng bóng không tì vết. Hơn thế, đôi mắt to tròn, và đen láy của Châu Tấn, khiến người đối diện choáng ngợp. Thời gian gần đây, Châu Tấn, được lòng phen nhiều nước châu Á khi xuất hiện trong bộ phim Hậu Cung như ý chuyện chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Lưu Liễm Tử. Trong phim, khi vào vai cách cách 16 tuổi, cô bị chê bai nhan sắc tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Tam Kim ảnh hậu Trung Quốc dần cảm hóa người xem cô. Được khen diễn như không và chạm đến trái tim nhiều khán giả. Loạt sao nữ đóng chung như Tân Chỉ Lôi, Đồng Khiết cũng khen ngợi trình độ diễn xuất của Châu Tấn. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé, chân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.